Hello, xin chào tất cả các bác. Cũng rất là lâu rồi thì em có về thêm được cái cặp loa JBK KP052. Đúng rồi, KP052, hàng xịn của Trung Quốc. Đẹp xuất sắc nhá, hàng bãi em đẹp như mới, hàng bãi đẹp như mới luôn. Nó chỉ có một chút bụi thôi, chút bụi thôi. Dòng này thì chất âm rất là hay nhá, hàng xịn các bác nhá. Dòng KP052 trên thị trường thì cũng có rất là nhiều loại hàng, và đặc biệt là hàng nhái thì ti tỉ. Ngày trước thì em cũng có bán cái dòng này rồi, bán mấy đôi. Loại này thì nó cũng hiếm lắm. Loại này nó cũng hiếm lắm các bác nhá, ít khi gặp. Em có tháo sẵn lên quay đỡ tốn nhiều thời gian. Đấy, các bác nhìn này, loa đẹp dã man luôn. Cặp này giá là 17.500.000 nhé các bác nhé, 17.500.000 một đôi. Bao đẹp, bao chất, bao hay. Đây là quay cái phần màng loa, gân loa. Các bác nhìn này. Đấy, keo nó chạy gọi là chuẩn từng gọi là centimet một, từng milimet nhá. Không như mấy con hàng ếch nhái đâu nhá. Bị lặng. Đây. Bát đây. Quá chất luôn. Ở đây thì cũng có nhìn thấy cả côn luôn này. Dòng này là côn nhôn dây dẹt. Rất là nặng. Nhìn thấy cả số imay đóng ở trên đấy này. Đóng một phần côn này các bác nhìn này, thấy chưa? Bát nặng thế nhỉ? Đây, các bác nhìn này, rất là đẹp, và xịn nha. Đây tép nhá. Tép neo. Ngày trước thì em cũng có làm clip tháo cả dòng côn tép này cho các bác xem. Duy nhất chỉ có một đôi thôi nhá. Còn đây là phân tần của nó đây. Có móng chống cháy tép và chống cháy bát nhá. Đấy, tụ trở toàn Benlic này. Bông mút tiêu âm. Con này thì chất âm quá là hay luôn. Bát bánh rất sâu. Sâu mềm. Lời thì quá là tuyệt vời. Ở đây cái đèn của nó nhá. Khi mà mở loa lên thì cái đầu là đèn ở đây nó sẽ sáng. Đây, đẹp xuất sắc mọi người nhá. Các bác nhìn là cái phần bát tép này. Em chỉ có duy nhất một đôi thôi. Anh em nào có nhu cầu thì nhấc máy lên. Alo cho Minh Vũ. Đây, hai số máy. Hôm nay về thì cũng rất là nhiều những dòng loa mà chưa có vệ sinh được. Cả cái dòng loa. Đây, cái loa này cũng rất là hay nhá. Loa này em đang tháo ra để vệ sinh sơn lại thùng. Đây, thùng nguyên bản của nó như này nhá. Đây, thấy không còn đẹp nữa này. Rồi, xin chào tất cả các bác.